Tiếp tục với một thông tin giao thông đáng chú ý, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 4497 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Đồng Nai - Bảo Lộc - Lâm Đồng theo phương thức PPP. Theo đó, đây là đề xuất dự án của liên danh các nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Tập đoàn Nam Miền Trung. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cập nhật đầy đủ hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Theo đó, dự kiến tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng 455 ha, trong đó diện tích xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là hơn 186 ha, gồm hơn 123 ha rừng tự nhiên và hơn 69 ha rừng trồng.